Assalamu alaikum, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì bài học hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về dấu nguyên âm tiếp theo, đó là tanwin. Tanwin là dấu như thế nào? Có nghĩa là dấu đôi. Các bạn nhìn nhìn đây, đây là hai cái dấu dấu gạch ngang. Nó được gọi là fathaten và được phát âm là an. Nó được ghi trên chữ, nó ghi, được ghi trên chữ nhé, và nó được mượn chữ alif này để nó đứng. Và dấu tiếp theo đó là kasroten, nó có hai dấu gạch và nó được ghi ở dưới chữ, và nó được phát âm là in. Và dommaten, nó có hai dấu ngoắc này, được ghi trên chữ nhé, nó được phát âm là un. An, in, un. Và đặc biệt cái dấu này nó thường được ghi ở cuối từ. Ví dụ như co là mùn thì các cái dấu này nó luôn luôn đứng ở chữ cuối cùng trong từ nhé các bạn. Ok, bây giờ chúng ta bước vào bài học. Chúng ta sẽ ghép chữ với dấu tinh nguyên này nhé. Đầu tiên, mim fathaten man. Đây, các bạn thấy không? Hai dấu gạch mượn chữ alif để nó đứng, chứ nó không có đứng một mình nó được. Mim fathaten man. Mim kasraten min. Mim dhammaten mun. Man min mun. Ba fathaten ban. Ba kasraten bin. Ba dhammaten bun. Ban bin bun. Waw fathaten wan. Waw kasraten win. Waw dhammaten wun. Wan win wun. Fa fathaten fan. Fa kasraten fin. Fa dhammaten fun. Fan fin fun. Fa fathaten than. Fa kasraten thin. Fa dhammaten thun. Than thin thun. Dal. Dal fathaten dân. Các bạn chú ý nhé, cái chữ này nó không phải là chữ ya nữa, nó là chữ alif. Thì người ta gọi nó là alif maqsura. Và cái chữ alif đấy người ta gọi là alif mamduda. Dan kasraten din. Dan dummaten dun. Dân, dinh, dùn. Dọ. Dọ, phật hà tên, dùn. Dọ, cà sở tên, dinh. Dọ, dùm mà tên, dùn. Dân, dinh, dùn. Dạ. Dạ, phật hà tên, dân. Dạ, cà sở tên, dinh. Za tumbaten zun. Zan zin zun. Sin. Sin fathaten san. Sin kasraten sin. Sin tumbaten sun. San sin sun. Sad. Sad fathaten son. Sad kasraten sin. Sad dummaten sun. Sun sin sun. Ta. Ta fathaten tan. Thì cái chữ ta này này nó không có mượn chữ alif đứng nha các bạn. Nó có thể đứng mà không cần chữ alif. Và cái từ ta này nó thường hay xuất hiện ở cuối từ.
ta kasoro ten tin, ta tumma ten tun, tan tin tun, dal dal fathaten dan, dan kasraten din, dan tummaten dun, dan din dun, to to fathaten ton, to kasraten tin, to tummaten tun, tan tin tun, ra ra fathaten ran, ra kasraten rin, ra dummaten run, ran rin run, nun nun fathaten nan, nun kasraten nin, nun dummaten nun, nan nin nun, lam lam fathaten lan, lam kasraten lin, lam tummaten lun, lan lin lun. Chúng ta tiếp tục nào. Dot fathaten don, dot kasraten din, dot dummaten dun, dun din dun, ya ya fathaten yan, ya kasraten zin, ya kasraten yin, ya dummaten yun, yan yin yun, shin shin fathaten shan, shin kasraten shin, shin dhammaten shun, shan shin shun, jim jim fathaten jan, jim kasraten jin, jim dhammaten jun, jan jin jun, kaf kaf fathaten kan, kaf kasraten kin, kaf dummaten kun, kan kin kun, of of fathaten on. Of kasraten kin, of dummaten kun, kan kin kun, kha kha fathaten khan, kha kasraten khin, kha dhammaten khun, khan khin khun, ghain ghain fathaten ghan, ghain kasraten ghin, ghain dhammaten ghun, gun gun gun, ha ha fathaten han, ha kasraten hin, ha dhammaten hun, han hin hun, ayn ayn fathaten an, ayn kasraten ayn, ayn dhammaten hun, an ain un, ha ha fathaten han, ha kasraten hin, ha dhammaten hun, han hin hun, hamza hamza fathaten an, hamza kasraten in, hamzah dhammaten un, an in un. Và chữ hamzah này khi nó gắn dấu vô thì nó cũng sẽ được phát âm giống như chữ alif nhé các bạn.
Ok, bài học hôm nay đã hoàn thành. Mong sao các bạn đọc được nhuần nhuyễn. Thì bài tiếp theo là bài luyện tập. Đây, bài luyện tập. Và mình sẽ đọc cho các bạn trong cái video lần sau nhé. Chào tất cả các bạn. Wa alaikum assalam.